Dạ, kính chào cô bác anh chị em. Cũng là một cái đêm cùng bữa, nhưng mà cái giường này là giường của em, của thằng em đó. Là xong bên kia rồi, cái qua đây phụ nè. Anh em nhìn, cô bác nhìn thấy nó thưa lắm nha. Đây, bây giờ mình quay gần cái chùm gần này nè đó. Cái chùm này tương đối khoảng 20 bông à, chùm này cũng vậy, chùm này nó ít hơn, chùm này khoảng chục bông trở lại đó. Chùm này trên 10 bông nha, khoảng 10 20 bông thì nó bốn chùm một cái cành này, mỗi một cành mình để hai trái là tám trái cành này, lo mà chổi. Rồi kế bên đây nữa nè đó, thấy chưa? Không, cành nào anh em để cũng vậy nè đó. Là vậy, nếu nó đậu nó đạt ha, còn nó không đạt bây giờ để nùi nùi nó cũng đạt nữa đó. Nó không đạt thì bây giờ nhiều hay cái nói ít gì nó cũng rụng hết. Đây ở ít gì đó mà nó khi nó đậu nó đạt rồi đó, ổng là trái to cuống bự đó. Thì mình thích cái khâu này nè, tại vì mình cũng từng thất bại rồi, mình mới 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 chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho cô bác anh chị em. Nó vui, có kinh không có nghiệm, có nghiệm không có kinh đó. Thế vậy nè đó, thấy chưa? Này mỏng thon không nghe anh em đó, nhìn lên trên đây nhìn thấy bông rất là thưa nha đó. Dân này giờ dân cà lại, dân chuyên môn luôn nha. Kinh nghiệm bao nhiêu năm gắm? Ba mươi mấy năm làm sầu riêng nghe chú quý vị. Đây là thêm cây nữa nè, đây 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 đây, thấy không anh em nhìn ha, tiếng xưa chùm bông dày mà mỗi chùm khoảng trên dưới 20 cái bông, vậy là ok quá rồi. Một chùm mà bẻ cái trăm cái bông thì sao gì nói, có chùm này sao còn nhiều dữ ta, chùm này chắc 40 bông ạ. Không, rồi xong luôn. bán nuôi giống chưa, ông tía nuôi nó luôn. Cây này em chữa đó, là vậy nè. Mỗi thưa nè, thấy không? Thưa thưa thưa, như cái này là quá dày nè. Bây giờ mình cứ tiễn, mình nó thất bại cái là khi mà mình ở giữa mà mình nó dày á, là mình sẽ thuốc nó không vô. Ừ. Dùng vậy, thí dụ như vậy đi, là mình bỏ cái hàng ở giữa nè. Tại vì tí nuôi nó bỏ, giờ mình bất chước mình bỏ, nó có cự mình chạy về. Nó có rượt về mình giọt chứ giờ sao? Cây đó giờ dư bông dữ lắm rồi. Nó có rượt rượt mình giọt chứ giờ coi cái bông nào nhỏ mình tiễn nè. Không. Đó. Mình tiễn cho nó thưa. Thảo mà lạ dữ lắm rồi, cái cây mà ra ba hàng. Đó. Chùm kế luôn. Đó, đó. Không, mình dự phòng đi. Mình dự phòng mình. Kế luôn, chùm kế luôn. Này phải không? Dứt luôn. Rồi ok. Đó, vậy là đó, chủ vườn nó mạnh tay vậy đó. Lấy mấy bông chơi vậy đó. Nhưng mà để nó mua Di Đà Phật. Mình sẽ cập nhật là cái vườn này cho anh em cô bác coi, nó đậu là đậu, nó không đậu là không đậu à, chứ không phải đổ thừa là bông nhiều hơn bông ít nha. Nhưng bông nhiều nó sẽ thất bại hơn, là nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng rất là nhiều, mà nó thiếu dinh dưỡng là nó tự xử, nó tự nhả đĩa, mà nó nhả đĩa không còn trái luôn hả? Sao lý do? Tại thì nó đang xả nhị rồi, nó không đồng đều, không có xịt thuốc điều độ phải không, hay là hoàn cảnh gì có đi độ không? Chứ anh thấy hồi nãy mấy cái chùm của ông Tuấn á, là nó nhiều quá là nó cũng giống như là cái chùm này nhiều nè, chùm này trên 30 bông nè, là nó đang chạy trái mà nó bị giật học này, thấy không? Nó cũng tàn nhẫn luôn này. Còn cái này cũng hầu như muốn hết luôn nè. Xong phim. Xong hả? Ồ, cái này nó chạy chế mà đặc biệt là khúc trên nè, em thấy là từ nửa cây lên đó là nó đồng dữ dằn lắm. Nó xanh trái rồi nè, trái gai rồi nè, vô gai rồi nè. Vô rồi, thì nó rụng vậy đâu nữa, trái nó nè, cái chồng nó bành kia. Ừ, nhưng mà mấy cái thằng dưới này em chừa thưa nó sẽ hạn chế rụng. Đúng rồi. Nè nó đẹp rồi phải không? Bây giờ em chừa thưa nó sẽ đẹp hơn. Trời ơi, đè lấy thấy không? Đây mấy chùm nè. Nhưng mà thằng này nó nhìn nó mập nè, như vậy nó cũng còn nhả đĩa nữa không? Nó chưa, còn thời điểm này còn cũng sinh lý dữ lắm. Nhưng mà người ta chừa thưa dữ lắm, chừa tới 2-3 gan tay chồng mà nào. Mà chừa heo mà mình chừa vừa có phải, ví dụ như vậy mình chừa đây ví dụ đây vậy nó thưa vậy được đi, nửa trong đó không đậu mà đậu mày đúng trong đây rụng chưa, vàng này là coi như là đứt vàng cấp cành cấp 2 là ok rồi, đang lấy cái chỗ vô thôi, xong rồi anh em ơi. Rồi vậy đi, sẵn mình quay cái giường mà tỉa nhiều với cái giường tỉa ít cho cô bác anh chị em xem
tham khảo chơi cho nó vui vậy mà. Đó, rồi sau mình sẽ cập nhật lại cái vườn này có trúng hay không trúng nha. Trúng thất gì cũng quay lên cho anh em thêm vô. Tại vì mà kinh nghiệm của mỗi người khác nhau, với hơn nữa là cái gọi là cái gì ta? À, thời tiết nữa. Rồi, xin chào, tạm biệt.